Hiện Na Uy có 54 dự án của trên 40 doanh nghiệp đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 193 triệu đô la Mỹ, xếp thứ 41 trên 141 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Na Uy đang đứng trước những cơ hội hợp tác mới cũng như các thách thức mới cho giai đoạn phát triển 10 năm tới đây. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế biển, thế mạnh của Na Uy và Việt Nam có nhiều tiềm năng. Đây là đánh giá của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An tại buổi tiếp và làm việc với ông Erling Rimmerstedt, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Vương quốc Na Uy. Tại buổi tiếp, hai bên cũng trao đổi về việc thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Khối mậu dịch Tự do châu Âu, FTA Việt Nam, EFTA, gồm 4 nước, Thụy Sĩ, Na Uy, Liechtenstein và Ireland. Thứ trưởng Đặng Hoàng An đánh giá cao nỗ lực của đoàn đàm phán hai bên trong suốt quá trình đàm phán FTA giữa Việt Nam và EFTA vừa qua, nhằm thu hẹp tối đa khoảng cách trong các vấn đề còn tồn tại quan điểm khác biệt. Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng có những linh hoạt cần thiết và phía EFTA cũng cần có những linh hoạt nhất định để hiệp định có tính cân đối, mang lại lợi ích hài hòa cho cả hai bên. Đồng tình với chia sẻ của Thứ trưởng Đặng Hoàng An, Quốc vụ Khanh Vương quốc Na Uy cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy việc đàm phán FTA Việt Nam, EFTA hơn nữa trong thời gian tới. Na Uy cũng như các nước thành viên khác trong khối EFTA sẽ phối hợp với phía Việt Nam để sớm thu hẹp khoảng cách đối với những nội dung còn tồn tại nhằm tiến tới kết thúc đàm phán trong thời gian sớm nhất.